Mình giới thiệu với các bạn cái sâm loa tai và sâm tay nhé các bạn nhé. Sâm ngón tay, đây là sâm loa tai này các bạn này. Đầu này đầu giò này, vẫn là để cho các bạn giò trên mặt tìm sinh huyệt để day và ấn. Còn cái sâm này nó có 3 chân, nó nhỏ hơn đầu day này các bạn nhé, nó nhỏ nhất này. Để mình gì? Mình sâm khắp trên tai này, kín tai này, kín trên tai như này. Để làm gì nào? Để chữa các bệnh liên quan đến tiểu đêm, tại vì vùng tai này là cái vùng phản chiếu thận, chữa điếc tai, rồi chữa yếu thận, chữa tiểu đêm, sâm kín tai như này. Thì những người nào mà hay bị tiểu đêm thì các bạn cứ sâm một ngày 3 lần như này, kín tai là xong một lần, sau đó sáng trưa tối sâm như vậy. Sâm cái này không những sâm trên tai mà sâm trên cả bàn chân nữa, hoặc là các bạn sẽ sâm trên các vùng phản chiếu, hoặc là sâm khắp mặt để làm mát, rồi sâm khắp mặt này để hạ sốt nữa các bạn nhé. Đây chính là sâm loa tai. Đấy. Rồi cái tương tự như cái này nó là sâm ngón tay. Sâm ngón tay thì nó cũng có 3 cái, nhưng nó không xếp theo hình tam giác như vừa nãy, mà cái sâm này nó xếp theo một chiều dọc như này. Thì mình sẽ sâm trên ngón tay để làm gì? Cho những người bị tê tay, những người cảm giác những kiến cắn ở trên tay, sâm cả trên chân nữa. Rồi những người bị thấp khớp, những người bị út thì các bạn cứ dùng cái sâm ngón tay này, sâm ở đây. Đó, sâm kín như này, làm khí huyết lưu thông, làm giảm cơn đau và chữa những cái bệnh mình vừa qua. Chúc các bạn thành công.